Dừng tay lại đi. Tất cả tội lỗi là do tôi gây ra. Cậu muốn trả thù thì trả thù tôi nè. Tính không? Tôi. Mày muốn gì? Hả? Hả? Dạ, 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 dạ. Bắt nó lại. Gì? Gì? Cái gì mày? Đuổi nó lại. Dạ. Tao muốn cho mày biết lý do vì sao mày phải chết. Chính ông già mày, chính ông già mày đã làm gia đình tao tan nát. Ngày nào có chết cho mẹ của tao. Tao muốn quý hoài cuộc đời mày, em gái của mày và cả ông già mày nữa. Bảo, Bảo, dừng tay lại đi. Tất cả tội lỗi là do tôi gây ra. Cậu muốn trả thù thì trả thù tôi nè. Hai đứa con tôi không tội tình gì hết. Tôi nói cho cậu biết, ân oán ngày xưa, cái chết của mẹ cậu là do tôi gây ra. Cậu muốn làm gì tôi bây giờ thì cậu làm đi. Tôi chỉ xin cậu tha thứ cho thằng Quý. Tôi xin cậu. Tôi sẽ cho hai cha con một tội nguyện. Chính ông đã giết mẹ tôi, chính ông đã hại gia đình tôi tan nát như vậy nè. Chính ông. Rồi. Mày muốn gì? Hả? Hả? Vô. Vô. Bố. Bố. Mày ơi, nhanh lên. Bố. Chú ơi, đưa chú đi bệnh viện. Đưa chú đi bệnh viện nhanh lên. Vô. Bố. Vô. Alo, em nghe nè chị Uyên. Sao? Cái gì? Ở bệnh viện nào vậy chị? Dạ, dạ, em biết rồi chị. Ba em bị thằng Bảo đâm rồi chị. Anh Huy đang đưa ba vô trong bệnh viện. Còn thằng Bảo thì bị công an bắt rồi chị. Vậy là thêm một tên đã đền tội. Chúng nó đã lần lượt phải trả giá rồi. Trời Phật cuối cùng cũng đã giúp con trả thù được cho ba. Ba không ngờ thằng Huy lại rơi vào chuyện tình quan trái như vậy. Cầu trời cho con Hương nó suy nghĩ lại, nó tha thứ cho thằng Huy. Ba đã cố gắng đến nói chuyện với thằng Huy và thằng Bảo, nhưng mà không kịp. Mà ba không có nói gì được đâu. Giờ ông Bảo ổng có lòng hận thù ghê gớm như vậy, có nói gì thì cũng vô ích à. Cũng may là không có ai thiệt mạng. Ông Bảo chắc bị tù nặng rồi. Toàn là mấy tội tày trời không à. Tội bắt cóc nè, tổ chức cờ bạc, cố ý gây thương tích. Mày đi tù chắc cũng lâu á ba. Chính ba là người ân hận nhất. Nếu mà nhát dao đó đâm trúng tim ba thì ba cũng ra đi thanh thản. Luật đời công bằng lắm. Không ai sinh ra đã là người xấu đâu con. Tất cả là do hoàn cảnh xô đẩy thôi. Thằng Bảo từ nhỏ nó đã được nuôi dưỡng trong hận thù, cho nên nó mới ra như vậy. Ba không trách nó đã hại con và anh hai con. Sống ở đời phải có lòng vị tha, chứ thù oán hoài thì chỉ có làm khổ mình thôi con à. Ba nghĩ nó cũng chẳng sung sướng gì đâu. Bây giờ nó đã ngồi tù rồi, nó sẽ có thời gian để nghĩ lại sự đời.